Thôi từ bây giờ con thằng Nguyên là phải tự mà lém, tự mà buộc mồi thôi, bố không hướng dẫn nữa đâu. Bố đã bày trò như thế này rồi, xong rồi bố đã chuột bạch cho là đã thành công rồi, câu được 3 con rồi. Mày lại tự nhiên lại không thấy nó thụt lại tự nhiên nôi vào làm gì? Ơ mất. Cá trên 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 kia nhiều lắm. Con này con ối rồi rồi. Con này là bọn 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 cá cái tầm 14 15 tuổi rồi. Bọn này nó nhởn như nó đùa trên trái tim đau khổ của cánh đàn ông rồi. À, ai ai nó cũng nhận lời rồi. Sóc thế thì nó phọt ra thì làm sao? Hết, chắc là hết mồi rồi. Tầm mấy phút nữa là phải nôi vào để mà thay mồi đây. Con ý mồi nó nháo ra rồi. Ba con cá chim rồi. Thằng kia nó cứ vần đi vần lại thế, chết bà nó hai con. Vừa được một con nữa thế nào. Cá chim bé, cá chim chỉ bằng hơn bàn tay rồi. Tôi dình cái bọn cá chê cơ nhưng mà khó thật. Mẹ, chim thì quá lắm đây này. Quấy. Thằng kia, sao vứt đây? Câu cơ mà. Tốt nhất là thằng Di ra nghịch cá đi. Ra nghịch cá đi cho bác mừng. À, nó mừng nghịch cá tí nữa là chết thêm mấy con nữa. Ê, anh Nguyên này khả năng sinh tồn kém lắm. Phải lôi vào rồi, xong rồi ném nó xa ra rồi. Em đi người con cá nó vậy. Cẩn thận cá nó cắn cho đấy. Con mày có biết là cá con cá chim này nó cắn là mất ngón tay đấy. Không ai bảo bác không nói. Gần quá rồi, không có cá đâu. Lôi vào để xem mồi thế nào xong rồi ném xa ra. Cẩn thận lôi, cẩn thận không này rối dây. Ra lấy con run kia để thay con run này đi. Em nó có hở lưỡi không? Thằng này ném kém lắm. Con thấy là không hở lưỡi. Không hở lưỡi, bọc đất vào ném. Bây giờ ấy lại dây đi đã, không được ném là không ném được đâu. Nhưng mà thằng này mình không tin nó ném được đâu. Ném rồi lại gần bờ. Không cần nắm chặt như thế, cho dây vào háng bóp. Một tay. Một tay cầm đất. Kệ mày, mày cứ làm sao mày ném được cái dây xa nhất có thể là được rồi. Từ bây giờ bố không làm, tự làm nữa, bố câu được 3 con thế kia rồi. Mày chỉ việc lôi rồi tự bây giờ tự mà ném. Đấy. À, cá chê nhiều lắm không ạ? Rất nhiều cá chê nhá. Nhưng mà cháu lo lớp 3 cháu nó chưa biết. Chưa biết ném dây. Chưa biết ném dây. Và lực ném là kém. Tôi phải nói thật. Ơ. Lấy cái đất nó khô một tí. Đấy, cháu nó ở nhà ông toàn 9-10 đấy, 9-10 toán lý à toán với cả tiếng Việt đấy. Cháu nó học lớp 3 rồi đấy. Sao không ném được? Ném ở đây thì nói chung là 6 mét thì không được. Nhưng mà chắc nó không ném được gần bờ lại. Cho ném cho quen đi. À, ngày xưa cái tầm này mình ném là cũng ác đấy. Lớp 3 là cũng ném ác đấy. Nhưng bọn này bây giờ nó ít vận động. Cho nó quen đi xong rồi tí nó lại ném thôi. Mình lại ném thôi chứ còn ai ném ở đây nữa. Mình ném phát rồi hết cả dây luôn. Sợ thật. Trông nó phè phỡn thế này thôi nhưng mà xa phết đây. Dây này cũng phải tầm 6 mét đây. Đùa đâu. Mẹ hơn đi. Nhìn này. Đấy. Này. 6 mét sợ không hết đi. Đấy, cần nào được như này. Thôi đừng lôi ra xa quá nó lại dướng vướng những cái khác kia kìa. Con thử ném xem con ném xa nhất thì con được ném vào mấy mét à?
Họ cũng xà phết đấy. Chốt cái dây này, à cái dây này cũng ghê đấy. Nhìn quả này cháu nó lém nhá. Cháu nó trình diễn quả lém này. Nhờ cá chê kìa. Ôi giời ơi, ném người ta ngước cái hoàn, người ta ngước cái hoàn đất lên cao, nôi vào mà ném lại đi chứ còn gì nữa. Lớp 3 rồi chưa biết ném nhau. Chỗ này được có khoảng tầm 2 mét mấy. Ba con. Nhưng mà cá hơi bé. Đây. Chim. Nhưng mà sông Hồng thế này thôi. Sông Hồng thế này là cá sông thế này là mãn nguyện rồi. Cá được cá chim một gang tay. Mà bảo là mình bảo là không định câu bọn này, nhưng bọn này toàn vướng vào dây, thế là thôi thì phải đấy thôi. Được ba chú. Con này thì to nhất. Chim. Câu là câu cá bọn cá chê kìa, nó đang nổi lên cái kìa. Nhưng có chú chủ động ấy cái này đâu. Nhưng mà để các cháu nó nghịch. Ít nhất là có thành quả. Đây để lại ấy thôi chứ còn thằng này nó không biết ném. Tí lại có một bài. Tí ra kia cầm đất xong rồi bố dạy cho cách ném. Con nhìn đây này. Con nhìn này. Bố ném thành công thì là bố ném thành công là tại bố giỏi. Ném không thành công là tại con rốt nha. Đấy, kiểu gì thì là cũng lại nỗi tại con thôi. Rối hết dây. Tí này có một bài tập ném để cho cu cậu biết là không ném thì phải ngước lên. Cứ ném đà thì có ném vào mắt à. Đây kìa cá chê kìa, đói đói thấy chưa? Cá chê này, đói, hết dây chưa? Vẫn bị mắc này. Con cầm đất. Con cầm đất. Nhưng mà bọn này nó lại thích câu. Phải có một bài huấn luyện ném. Quái không vướng cái cọc này là mình cũng hết dây. Trông vậy gần như thế kia thôi mà mấy mét. Sợ. Tít ra ngoài kìa. Nó gấp đôi như thế. Ném hay bị rối lắm. Đấy cho cháu nó câu. Lần này hơi gần nha. Mày tít ra ngoài. Kể ra xa thêm tí nữa thì có hy vọng hơn nhỉ. Con đằng này làm cái trò gì đây? Kể ra xa tí nữa thì có hy vọng hơn. Gần quá. À, cháu nó chưa biết ném, định hướng dẫn nó cách ném nhưng mà nó còn đang để ý phao. Hay phết đây. Chùa câu ở sông Hồng này hay phết đấy. Đấy, thấy chưa? Chê, toàn chê rồi. Mà nó đéo cắn cá cần mình. Toàn cá chim. Đấy. Lại là nôi xuống kia xong tí nó lại nạnh. Giá cá sông Hồng này là cá kiểu cá sông. Khác với cái loại cá nuôi mấy các đấy. Ở đây tôi thích như thế này đấy. Toàn chê. Nó bảo cháu lôi lôi vào ném đi xa vậy. Xa thì cũng chỉ thêm được chắc được thờ hơn mét nữa thì mấy. Ủa. Như này. Ngoài xa. Nay xem là kỷ lục hôm nay được bao con. Nhưng mà hôm nay cũng chưa ấy được, cái mồi nó kém. Toàn cá chê ở ngoài. Tập ném vậy. Hướng dẫn cháu nó cách tập ném vậy. Chê nhiều lắm. Nhìn trên cái bọn này nó ngước lên thì rất nhiều chê. Cánh con này. Toàn chim. Di ra bơi ra ngoài kia xong rồi đớp lưỡi xong rồi để bác lôi bác Di vào. Phải có lẽ phải vứt ra xa hơn thôi, ở gần lắm Nguyên ạ. Không. Nguyên kìa đấy. Chê đấy. Cháu đi
Này có không? Gì ơi? Gì? Này bác vụt cho phát bây giờ này. Kéo ơi. Ô con thằng. Thôi để cho nó kéo vào để ném ra xa. Cái làm gì có cá đâu, thằng này nó ối rồi ôi nó nổi về. Quần thì tụt lên tận đít. Cười được kéo dây cười. Lúc nào bác phải bảo là có cá thì mới nôi, chứ mày nôi cái phao không như này thì mày nôi cái gì không biết nữa cơ. Đừng nôi xa quá con này, nó rối dây đấy. Nó rối dây đấy, thôi. Ăn, ăn đi. Lúc nãy anh Nguyên còn ăn cám. Sao cái này là cái gì đấy bố, thơm thế nhỉ? Con ăn được không? Bố ăn đi còn gì. Cho mồm ăn như đúng rồi, ra ngoài kia. Này có ăn cám hay sợ chứ này. Đấy bọn này có biết gì đâu. Ra. Đi ăn cám. Nguyên này, Nguyên lớp 3 này, Nguyên lúc nãy vừa làm quả ăn cám đây này. Nguyên vừa ăn cám đây này. Đi con ra kia bảo anh Nguyên kiếm cái củi vào xong rồi để tí nữa em lạnh em còn ấy. Nguyên ơi. Con ra kia con lấy củi mang về đây. Con ra kia con nhặt củi, bảo em Khang em Di ra kia nhặt củi nhanh lên. Để tí bố nướng cá. Nhặt củi đi không là tí nó về nàn lạnh đấy. Ở này phải qua một khóa học ném nữa. Rồi chê đây. Chê đây. Ơ. Vẫn bị mắc dày. Phát mình ra cái trò này, câu này hay đấy. Bình thường người ta mất bao tiền để đi câu. Đây nói thật ra nếu mà câu ở đây mà được con cá to thì nó cũng bấm đấy. Như bọn chê kia mấy cân nhỉ. Ôi vướng quá, tay một tay không làm gì được. Tay nó đang hở lưỡi. Đấy, chê đấy. Đấy. Thấy chưa? Sóng đánh tụt quần luôn. Con trâu đầm này. Cả ngày đâu, thi thoảng cuối tuần thôi. Chứ còn trong ngày nó bận lắm. Trong ngày mấy cả bọn này nó còn học. Bọn này nó học suốt ngày ấy. Toàn 8, 9, 10 ấy. Chứ còn làm sao mà lôi nó, chúng nó đi được. Bà có cho đi đâu, qua cuối tuần thì bà cho đi, chứ còn trong tuần còn đâu mới được lôi đi. Để tôi tắt cái điện thoại đi, để tôi tập trung tới câu nào. Làm gì có ai câu. Người ta cần, người ta đến cái chốn gọi là chốn đông đúc. Người ta câu, người ta vừa giải trí. Đây mình lại ra ngoài này. Vừa chăn bò vừa câu cá. Được có 3 con. Cá nhưng mà nói chung là cái bọn cá chim này bé. Chỉ có từ bây giờ đến tối mà bạn bắt được cái con cá chê nữa là ngon. Mới cả ra ngoài này thì nói chung là sẽ có cơ hội để bắt được cá rất to. Mà là cá sông. Cá sông hoàn toàn. Mà con thằng này nó nghịch lắm đấy. Quần nó không tụt ra này. Cứ thế thôi. Cứ mang cá ra ngoài kia xong rồi thả. Định thả. Mẹ con thằng này nó nghịch lắm. Ra cái củi cho em.